Thưa quý vị, rạng sáng 19 tháng 5 năm 2023, hơn 8.600 hộ dân ven quốc lộ 20, đoạn qua huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị mất điện. Nguyên nhân là do sau khi va chạm với một xe ô tô, chiếc xe tải lao vào vệ đường, tông gãy hai trụ điện trung thế. Sáng 19 tháng 5 năm 2023, thông tin từ Điện lực Đồng Nai cho biết đơn vị đang xử lý sự cố mất điện này. Cụ thể, vào rạng sáng 19 tháng 5, xe tải đi trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt, Đồng Nai. Khi đến đoạn đường qua thị trấn Tân Phú thuộc huyện Tân Phú, xe tải này va chạm với ô tô 7 chỗ, sau đó lao lên vệ đường, tông gãy hai trụ điện trung thế. Tài xế xe tải bị thương, hai xe hư hỏng nặng. Vụ việc khiến 8.658 hộ dân bị mất điện, gồm các hộ dân tại thị trấn Tân Phú, các xã Trà Cổ, Phú Thanh và một phần xã Phú Xuân đều thuộc huyện Tân Phú. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. Phía điện lực cũng cử nhân viên đến xử lý sự cố. Theo Điện lực Đồng Nai, đến sáng cùng ngày, một phần sự cố đã được xử lý, hơn 5.600 hộ dân được cấp điện trở lại. Hiện vẫn còn khoảng 3.000 hộ dân mất điện, dự kiến đến 13 giờ ngày 19 tháng 5, sự cố sẽ được xử lý xong, cấp điện lại cho người dân. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.